Rồi, xin chào bạn. Thì chiếc GE 62 phiên bản Turbo Sport là một cái phiên bản giới hạn dành cho những bạn nào mà thích sự hầm hố, mà thích mang đậm một cái tính riêng hơn. Thì cái phiên bản Turbo Sport này là nó được nối tiếp theo dạng quân đội, cho nên là toàn sẽ rất là cảm thấy là rất bắt mắt khi mà xài cái phiên bản này. Thì giá bán của cái chiếc mà GE 62 phiên bản Turbo Sport thì sẽ có giá bán là khoảng hơn 30 triệu, và phiên bản 17 thì các bạn có thể tham khảo một số giá bán trên các cửa hàng đại lý bán lẻ. Rồi, thì khi mà các bạn mua cái phiên bản GE 62 Turbo Sport thì MSI cũng có tặng kèm cho các bạn một cái hộp quà tặng rất là giá trị. Thì đây chính là cái hộp quà tặng của nó. Khi bạn mua cái máy thì được tặng kèm cái này. Thì các bạn thấy là cái hộp đựng nó như là một cái hộp đựng rất to luôn, rất là to. Và chúng thấy là cái họa tiết hộp bên ngoài cũng được làm theo dạng là tông màu quân đội luôn. Chúng ta có em chữ là Turbo Sport ở đây cùng logo MSI. Mặt sau thì không có hề in bất cứ một cái hình sản phẩm nào hết. Thì trong video này mình sẽ tập hợp cho các bạn xem coi là bên trong sẽ có những cái gì khi mà mình mua cái laptop em ra tặng cho mình thôi bạn ha. Đấy, rất là to luôn. Đây mình cũng có áo cái màu tông màu Turbo Sport rất là hài hòa, tông xe tông luôn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đập hộp ra cho bạn xem ha. Đây, mình sẽ mở nó ra như thế này. Rồi. Thì bên trong chúng ta thấy là chúng ta có một cái ba lô. Đó, rất là hoành tráng ở đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái bát chuột cũng là cái màu lính luôn. Đấy, rất là ngầu. Và để coi có gì không. Rồi, bây giờ chúng ta có thêm một cái bình nước nữa. Như vậy là hết. Đây là toàn bộ phụ kiện đi kèm theo cái bộ quà tặng khi mà bạn mua cái phiên bản mà GE 62 Camo Sport. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ trên tay từng món cho bạn xem ha. Đầu tiên là về cái bình nước. Thì mình thấy là cái bình nước này được làm rất là đẹp. Đó, chúng ta có một cái túi ở đây được làm. Mình thấy là nó được làm rất là đẹp. Chúng ta có bằng vải, có miếng đệm, bọc rất là êm. Thì cái logo MSI này thì nó cũng được làm dạng là may luôn, chỉ may nhìn rất là ngầu. Và mình thấy là cái mức độ hoàn thiện may chi tiết nó rất là cao, nhìn rất là phê. Đó, mình thấy lột được cái logo này ra cũng được nữa. Chỗ chúng ta có một cái logo Camo Sport ở đây. Và đây là cái bình nước bên trong của nó như thế này. Đây là bình nước giữ nhiệt. Đó, chúng ta thể như là âm 20 độ C cho đến là 90 độ C. Đó, giữ nhiệt. Và cái bình này thì mình thấy là nó không có dạng như là nó suông, mà nó hơi bo bo để mà nó tạo cái cảm giác ôm tay hơn cho bạn cầm. Và chúng ta có in một cái logo MSI ở đây. Đấy, và chúng ta có một cái G để mà phải móc vào ba lô hay móc vào túi hay móc vào đâu đó cũng được. Rồi, mình sẽ có cái một cái quay chốt ở đây. Mình sẽ mở ra. Đây, mình sẽ có cái lẫy an toàn. Đó, mình mở lên như thế này ha. Đó, mở lên. Và có thể thoải mái uống nước hoặc là có thể tháo ra như thế này. Đó là xong. Nói chung là game thủ mà. Game thủ thì quân đội các bạn chơi trong thời gian dài thì sẽ cắt nước. Và đây là cái bình nước rất là tiện. Và các bạn có thể nhét lại vào nó nhìn cho đẹp mắt hơn. Đó, tất nhiên là khi mà các bạn mà xài mà nước đá thì cái túi này nó sẽ giữ cái vai trò là nó không có bị ẩm, nó không bị nhiễu nước ở bên ngoài. Tuy nhiên thì mình thấy là các bạn phải nên chịu khó giặt cái túi này để cho tình trạng sạch sẽ. Rồi, đại khái là về cái bình nước. Tiếp theo là về cái bát chuột. Đây, thì cái bát chuột này nó thuộc dạng là size nhỏ thôi đó, và nó được cắt vát như thế này. Mình không hiểu là không biết là do cái này là nghĩa là cố tình hay là do là bị cắt không biết. Nói chung là bị vát bên phải tạo điểm nhấn. Và chúng ta có một cái logo ở size in ở góc phải ở đây, chữ Camo Sport cũng là rất là đẹp. Nó tông sạch tông luôn. Đấy, rất là ngầu. Do cái sàn mình nó bụi chứ không phải là do này nó dơ đâu. Rồi, tiếp theo thì cuối cùng đây là cái ba lô. Đây là cái yếu tố mà giúp cho cái hộp đựng nó rất là to. Thì cái ba lô này nó có thể là cái bề ngang của nó rất là to. Mình thấy là nó đựng được có thể là rất nhiều đồ, không chỉ riêng về cái laptop đâu. Đấy, chúng ta có chất liệu thì được làm, mình thấy là nó cũng không có dày lắm, cũng không dày cũng không mỏng. Đó, rồi chúng ta có một cái logo ở size được may phía trên như thế này, toàn bộ là may hết. Và xung quanh nó đây là mặt sau của cái ba lô quay. Và chúng ta có một cái dây quai mở cũng in hình logo rồng luôn. Đấy, các bạn có thể kéo ra nhét thì ở bên trong nó rất là rộng. Rồi, chúng ta có cái phần hai cái đệm đây để mà các bạn đeo nó không bị đau lưng. Rồi, đây là phần dây đeo. Phần dây đeo thì cũng có một cái logo MSI nữa, nó rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo cái ba lô ra cho bạn xem ha. Đấy, ba lô như thế này. Chúng ta có một cái ngăn nhỏ ở đây và mình rất là thích cái móc khóa này. Đó, MSI làm những cái móc khóa có in hình con rồng rất là đẹp. Có thể nhét tiền, nhét điện thoại, nhét gì đó tùy các bạn. Rồi, đây là ngăn bên trong.
đó, ngang bên trong là như thế này ha các bạn ha, rất là to. Các bạn có thể nhét vừa một cái laptop vào đây đó, rất là rộng luôn. Rồi và đây là cái ngăn bên ngoài, hãy mình cho bạn xem rồi ha. Đây có hai ngăn, ngăn ở đây rồi ngăn ở phía trong nữa đấy. Rồi ok, thì đây là cái phần có thể là cái túi này nó cũng không có dày lắm, đủ xài thôi. Và chúng ta có một cái chốt để bạn có thể siết được cái miệng ba lô lại như thế này, rất tiện. Rồi tiếp theo thì chúng ta có một ngăn ở đây nữa để mà bạn có thể đựng rất nhiều đồ. Các bạn mà có thể đựng đạn nè, súng nè, lựu đạn gì đó, đựng tao hồ. Rồi đây ngăn nhỏ đây nữa, nhét bình nước hay gì đó. Như vậy là chúng ta có thêm ba cái ngăn phía trước nữa như thế này, và nó dạng gài chứ không phải là dạng dây kéo. Rồi nói chung là đây là một cái ba lô rất là to đó, các bạn có thể đựng vừa cả một cái laptop 17.3 luôn cũng được nữa, không có hề hấn gì hết. Đây rất là ok. Rồi nhưng mà mình nghĩ thì các bạn không nên mang đồ nặng nhiều quá, bởi vì mình nghĩ là những cái mối nói này nó không có đủ chắc để mà các bạn mang những đồ chứa nặng đâu. Mình nghĩ là không có bền lắm khi mà đeo đồ nặng. Rồi thì đó là cái phần trên tay của mình và những cái món quà tặng mà Airside tặng kèm khi mà mua cái phiên bản GE62 Camo Swap. Chúng ta có ba lô, rồi chúng ta có bát chuột, chúng ta có bình nước kèm theo một cái túi để bọc ở bên ngoài. Rồi ok các bạn ha. Rồi xong, mình sẽ có một cái video khác về trên tay đánh giá cái chiếc GE62 phiên bản Camo Swap trong thời sắp tới. Rồi xin cảm ơn các bạn.